Năm nay kinh thông báo là có thêm 3 vị mới qua đời trong năm 2021 cộng 2022 là ông Lê Phú Nông, hội viên ở huyện Bình Chánh, ông Trần Văn Thới là hội viên lâu năm, và ông Lê Văn Tư tự bé bầu đã qua đời. Thì hôm nay kết hợp để chúng tôi làm cái lễ cúng tiền giảng theo truyền thống ngày mùng 8, ngày mùng 8 tháng 2, thì có thỉnh gia đình của những thân nhân quá cố đến đây để nghe chúng tôi kể công lao cũng như là công đức của những vị đó, và sau là làm cái lễ tế thượng vị cho ba vị hội viên mới vừa qua đời mà chúng tôi công bố. Thì nghi thức hôm nay gồm có ban tế lễ, chúng tôi tiếp xuất tiếp phẩm được một dĩa xoài của ông Trà Văn Hùng Kim Phước, Minh Kim Phước, một lẵng hoa Kim Xuyến thắm một chậu hoa, bà Kim Thanh một mâm bánh đất, Minh Kim Phước, Kim Sơn một con heo quay, Hoàng Ngọc Anh cúng một con heo quay, ông Lê Phú Nông cúng một dĩa, một mâm bánh quy và 200.000 đồng. Quà của ông Tư gồm có vé số sổ ngày 10 tháng 3 năm 2022. Chúng tôi là có ý nguyện là mua vé số nhân ngày này để với những vị tổ sư tiền giảng này ủng hộ để cho chúng số lấy cái tiền đó chúng tôi xây dựng hậu quý. Lấy cái mình lấy qua thợ mình ghi cái tiền tệ. Cái lần này nó vừa mới. Niêm phong, niêm phong. Đó. Đó là vấn đề phần nghi thức cúng ông An. Thì tiếp theo thì về nghi thức thì cũng về tế lễ thì cũng là quy củ là như năm rồi, tất nhiên là có những cái chúng ta phải nghĩa tử là nghĩa thân, để chúng ta chịu khó quỳ để cúng cho nó nghiêm túc. Hơi lâu vì có ba cái bản nhạc mà dân ba tuần rượu, người ta tới ai người ta đi từng bước, do đó nó lâu thì cũng anh em chúng ta cũng nghĩa tình để cúng tế cho nên lại cho anh tỉnh ra bài nghị ông phán ông nghỉ trở ông cho là trong mắt rồi vừa biết là xin phép cách trụ di tổ gì cách trụ di chấp cổ chấp tụi
di giả các tư kỳ sự khởi mình